Xin chào tất cả các bạn. Ở trên không gian mạng thì thằng đéo nào chả thấy có úi sổ ơi, tôi là mẹ em tôi nhiều tiền lắm. Tôi thế này, tôi thế nọ. Có những ông có tiền cả thúng nhỉ không? Tôi thế này, tôi thế nọ, nhưng thực ra chả thào dám nói trong cuộc sống riêng của mình cả. Có khi có những thằng ở trên không gian mạng nó nói rất là đúng. Mẹ giờ này mà có xuất hiện trên mạng nữa thì làm điếu có tiền. Đấy, trừ khi ví dụ như mẹ ông A, ông B, ông ấy chờ chết, ông ấy gọi là ăn chơi, ông chờ chết thì ông xuất hiện trên mạng. Đây, nhìn thực tế Dương Béo đây này. Tôi đéo nói nữa đâu, lộ mẹ luôn là đỡ sĩ diện. Đây, đây, nhìn này, cho quý vị xem luôn đây, nhìn đây, rách lát. Đẹp, sĩ diện được quý vị.